Hôm nay em Sơn tiếp tục cắt lỗ lô xe VinFast Fadin Lắc A, Lắc SA và dòng xe điện thì có E34 và VF8 các bác nhé. Các bác hãy cùng theo chân em Sơn điểm qua về những chiếc xe mà hay còn gọi là lô xe cắt lỗ của em Sơn gồm những chiếc xe nào. Xin mời các bác hãy theo em Sơn. Đây là một chiếc Fadin 2021 và chiếc này màu trắng bản bay đã đi 3 vạn rưỡi rồi. Em đang bán cho các bác là hôm nay em cắt luôn tại trên cái YouTube này là 315 triệu các bác nhé. Và đây là một chiếc màu xám 2019. Bình thường thì chiếc này là em bán 280 nhưng hôm nay trên đây em bán cho các bác là 275 triệu. Mới đi có 3 vạn 6 thôi các bác nhé. Và tiếp theo nữa là chiếc Fadin màu bạc tư nhân một chủ từ đầu. Chiếc này đi 5 vạn 9 hay còn gọi là đi 6 vạn rồi. Nên rất là nhiều đồ full option cho một chiếc xe này, ví dụ như là đèn lối từ xa này, màn hình này, cam lùi này, thảm sàn này, pin cách nhiệt này, cảm biến áp suất lốp trong ngoài này. Và chiếc này tuy nhiên một chủ từ đầu thì em đang đời 2021 bản bay, em đang để trên giá chào là 300 triệu và hôm nay em sẽ bán cho các bác là 295 triệu các bác nhé. Và tiếp tục là đến dòng xe Lắc A. Lắc A thì em hiện tại đang có khoảng độ 5 chiếc Lắc A. Đây là một chiếc Lắc A đầu tiên là Lắc A Plus 2021 của tư nhân một chủ từ đầu, xe này đi 5 vạn và em đang báo giá bán luôn trên đây là 590 triệu. Còn chiếc này là chiếc Lắc A Bay 2022 cũng bản Bay và đi hơi nhiều một chút là 7 vạn thì em đang để cho các bác là 590 triệu các bác nhá. Còn chiếc E34 đỏ này thì em đã cắt lỗ thành công rồi và em đã khách hàng đã cọc chiếc xe này rồi các bác nhá. Và chiếc xe tiếp tục mới về của Lắc A mới về của bên em đây thì là chiếc này là chiếc Lắc A màu nâu hoàng kim bản bay 2020 cũng tư nhân một chủ từ đầu các bác nhé và mới đi có 4 vạn rưỡi thôi. Em đang bán chiếc này là 540 triệu. Cập bến một chiếc Lắc SA màu xanh phiên bản Plus đời cao chót vót hay còn gọi là những chiếc xe bản cuối của những chiếc xe Lắc SA năm 2022. Đây là chiếc Plus màu xanh mới đi có 2 vạn 9 thôi các bác nhé, lốp láp mà theo cả dàn nguyên theo xe luôn. Và chiếc này em đang bán là 780 triệu cho bác nào đang quan tâm em nó. Và tiếp tục đây là một chiếc Lắc A phiên bản Prea 2019, chiếc này đi hơn 4 vạn, nội thất Napa màu đen và tư nhân một chủ từ đầu, em để cho các bác chiếc này là 595 triệu. Và em đang muốn tiếp tục cắt lỗ chiếc xe E34 đây các bác này, E34 2022 pin tiên phong, chiếc này là đen nội thất be, đã đi 6 vạn rồi, cũng tư nhân một chủ từ đầu. Bình thường em đang bán là 490 triệu, nhưng hôm nay bác nào quan tâm em cắt luôn chiếc này em bán 480 triệu các bác nhé. Tiếp tục là một chiếc xe điện VF8, chiếc này cũng là màu đen pin tiên phong, mới đi có 2 vạn 4 thôi, bản Eco. Và em đang bán chiếc này cho các bác nào đang quan tâm là 770 triệu. Và bên cạnh em đây là chiếc Lắc A cuối cùng của bên em. Chiếc Lắc A này là bản Pre đỏ nội thất lâu da bò, cũng đi hơn 4 vạn mà thôi, tư nhân một chủ từ đầu các bác nhé. Chiếc này em đang bán cho các bác là 645 triệu. Và bên góc đây thì em còn lốt một số xe, nó hơi tối một chút nhưng mà em cũng sẽ review cho các bác luôn. Đây là chiếc Fadin 2022 em bán rồi này. Và chiếc Lắc A Prea 2021 siêu phẩm 9.000 này em cũng bán rồi. Còn đây là chiếc VF8 phiên bản Plus đỏ nội thất lâu da bò đi hơn 2 vạn nhé. Và pin tiên phong năm 2022 em bán các bác là 860 triệu, bác nào quan tâm. Và đây là chiếc xe SA Plus 2021 màu đen. Và chiếc này mới đi có hơn 5 vạn thôi, tuy nhiên một chủ từ đầu. Chiếc này em bán cho các bác là 710 triệu. Và còn một siêu phẩm trong cùng đây nữa là cái siêu phẩm này là đi 15 vạn rồi các bác nhá. Siêu phẩm này đi 15 vạn rồi. 2019 nhá. Đây là bản full cho các bác. Như la răng thì là lại là la răng của bản Bay bản Plus. Vì đây là phiên bản free for low. Chiếc này em đang bán cho các bác là 600 triệu. Bác nào mà đang quan tâm thì hãy inbox ngay cho em Sơn về chiếc Lắc SA màu đen. Còn đây là chiếc bản này là bản màu trắng 21 đi 8 vạn, khách hàng đã cọc rồi các bác nhá. Coi như là em Sơn vừa báo giá qua về tất cả các dòng xe mà đang có ở cửa hàng em Sơn, và cũng như là em Sơn muốn cắt lỗ thành công các cái dòng xe này. Anh chị quý anh chị mà đang quan tâm tới các cái dòng xe VinFast xăng và VinFast điện bên
kho xe bảo 9K của em Sơn, thì em Sơn sẽ cắt lỗ ngay để cho thanh khoản sớm và hỗ trợ các bác trả góp qua ngân hàng từ 50 đến 70% tùy theo đời xe cũng như là tùy theo dòng xe các bác nhé. Bác nào quan tâm hãy inbox ngay cho em Sơn và đăng ký kênh giúp em Sơn để cập nhật giá thường xuyên và nhận được ưu đãi tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.